Tôi học bài số 6 là bài nói về list hay là tuple, tức là nói về list, nó về mảng đấy. Trong cái các ngôn ngữ khác gọi là array đấy, mảng. Thì trong ở trong Python thì nó có hai loại cái dữ liệu thuộc về mảng, nó gọi một là list, hai là tuple. Hai cái này nó rất là giống nhau nhưng mà nó có những điểm rất là khác nhau. Thì chúng ta học cái list trước nhá. Khi chúng ta tạo list rồi thì sang cái tuple là rất là dễ hiểu. Thì bây giờ chúng ta sẽ học về list. Thì list là cái gì? List là một cái danh sách của các phần tử, n phần tử, hay là người ta gọi là một cái mảng một chiều. Thì cái list này nó được khai báo như thế nào, được sự như thế nào, thì chúng ta học ngay ngay bài bài hôm nay. Cách chúng ta thiết lập list là như thế này nha, là chúng ta sẽ khai báo nó. Thì nếu muốn bất kỳ một khai báo nào đó, ví dụ A nhé, nếu chúng ta muốn khai báo một cái list rỗng thì chúng ta để như này. Đấy, là đây đây là một danh sách rỗng, là không không phần tử nào cả. Chúng ta kiểm tra nhé, kiểm tra cái kiểu của nó này, thấy chưa? Thì nó là một cái lớp kiểu list. Vậy list là một cái mới nhé. Chúng ta đã biết kiểu dữ liệu gì là kiểu dữ liệu là int là nguyên này, kiểu dữ liệu là float là số thực này, dữ liệu là str hay là string này, kiểu dữ liệu đó là những kiểu dữ liệu mọi người đừng nghỉ, mọi người tắt đi nha. Kiểu dữ liệu bool đó là những liệu kiểu dữ liệu cơ bản mà đơn giản. Thì hôm nay chúng ta học sang kiểu dữ liệu mới là kiểu dữ liệu list nhé. Đấy, như vậy ta vừa mới ta biết ta viết A này, ta viết A thì A như A là một cái dãy rỗng. Thì bây giờ tôi sẽ khai báo một cái dãy B nhé, không rỗng, thì tôi viết này, mở ngoặc vuông nhé. Tôi dạy như là 3 này, 2 này, 4 này. Các phần tử của dãy được viết ra cách nhau bởi dấu phẩy, mà hoàn toàn nó có thể là gì, nó có thể là chữ one đúng không, như vậy phẩy hay là two. Thậm chí nó có thể là một cái số như là true và là kiểu dữ liệu là bool, hoặc là nó có thể là kiểu một dữ liệu là 2.4 chẳng hạn, không mọc đơn như này đó. Thì như vậy là người ta kiểm tra lại B này. Đấy, B nó có là 1 2 3 4 5 6 7 8 phần tử. Được chưa? Thì ta có biết câu ta biết là có cái hàm 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 len. Hàm len B là cái hàm len có sẵn của mặc định của Python nhé, là nó cho tính là cái độ dài của 1 2 3 4 5 6 7 7 phần tử. Như vậy là cái độ dài của một cái dãy thì được ký hiệu là được có cái hàm là hàm len nhé. Được chưa? Thì khai báo là như vậy. Như vậy là đây là cái biến nhớ là hay dùng nhất ở trong list đấy. Thì thông thường chúng ta hay làm những bài tập liên quan là dãy các cái một số này, dãy các cái tên họ tên người này vân vân, thì là dùng cái list này. Thì đó là cách chúng ta khai báo lần 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 đầu tiên. Thì chúng ta có thể lấy ra phần tử được không? Chúng ta có thể truy cập vào từng một tử một của dãy, thì làm như sau. Chúng ta gõ B và mở ngoặc gõ cái chỉ số của nó. Chỉ số ví dụ như là chỉ số của một dãy số bắt đầu bằng chỉ số là số 0 nhá. Vậy 0 là phần tử 2. Bây giờ B phần tử cuối cùng là phần tử số 7. 7. Xin lỗi. 7 không được, phải là 6 nhá. Độ dài của cái độ dài của cái dãy n, thì các phần tử của dãy đánh dấu từ 0 1 2 cho đến n-1. Vậy khi tôi gõ là B7 là mày sai này, mày báo lỗi này, là cái chỉ số này nó vượt ra ngoài phạm vi của cái dãy số. Được chưa? Như vậy là dãy số list là ta có thể là ta khai báo và ta lấy ra từng từng cái tự một, từng phần tử một. Được chưa? Rồi, bây giờ tôi sẽ mô tả tiếp tục những cái hàm mà những cái có thể khai thác nữa nhé. Thì giờ chúng ta khai báo, ta sẽ hiểu thêm một cái hàm rất quan trọng là cái biểu thức là in. In. Tức là nằm trong hay không, thì tôi biết là 4 in B. Thì
cái 4MB thì đây là một cái biểu, đây là một biểu thức logic chỉ ra rằng là chỉ ra là 4 có nằm trong B hay không. Enter như vậy là true, như vậy là 4 nằm trong B. Như vậy cái thêm cái ta đã biết thêm cái toán tử là in nhé. Toán tử in là chỉ ra một phần tử có nằm ở trong một toán tử in là như này, một cái phần tử, một cái object đúng không? Một cái object in. Thấy ta thấy in đổi màu chưa? Là một từ khóa đấy. In một cái list. Thì cái in này là nó chỉ ra làm một cái hàm kiểm tra xem là một cái phần tử có nằm trong một cái tẩy hay không. Bây giờ tôi viết như này, tôi viết là ví dụ như B của tôi là từ này nhé, bây giờ tôi viết là 5 in B. Thì các bạn biết là bị giá trị 5 in B này là gì, là đúng hay là sai nào? 5 in B đúng hay sai? Sai, vì là 5 không nằm trong B, hay là B không chứa cái giá trị 5. Được chưa? Đó. Thế bây giờ dùng cái in này chúng ta có thể là khai thác bằng cái gì? Bằng cái toán tử for. Như ta biết nhé. Bây giờ tôi thầy mở rộng cho các bạn cái toán tử for rất quan trọng. Vậy là for đấy nhé. Bây giờ tôi mô tả như sau này. For i in b. Đó. Thì đây là chính là cái toán tử hồi trước ta đã biết đấy. Nhưng mà hồi trước ta học là toán tử for là in range, là in b 2 chấm enter print i. Như vậy là toán tử in này có nghĩa ở đây là trong cái trong lệnh for, nhận for i in b print i, như vậy là một cái lệnh lặp cho i lần lượt chạy các phần tử trong b từ 0 cho đến phần tử cuối cùng của b và in ra i. Enter thử xem nhé. Đấy, in ra các phần tử của b là 2 3 4 1 2 và 2.4. Bây giờ giả sử thầy muốn có thể dùng ký hiệu khác e chẳng hạn, in b 2 chấm. Bây giờ muốn in ra chữ hàng ngang là thế nào? Print e phải xong dùng cái lựa chọn này n bằng. Vậy thì in ra chữ hàng ngang nhá. Đấy, in ra chữ hàng ngang là 2 3 4 1 2 2 2.4. Được chưa? Nhưng mà chúng ta biết thêm một toán tử là toán tử in rất quan trọng. Như vậy là toán tử in đi cùng lệnh for là một trong những lệnh rất là hay dùng ở trong lệnh lặp, rất hay dùng ở trong Python. Và đây các bạn thấy là chúng ta sẽ dùng toán tử in này. Thì như vậy cái lệnh for này, cái lệnh for e in b 2 chấm xuống dòng print e. Thì như vậy là cái e này nó chuyển động, nó chạy trên chính cái dãy B đúng không? N bằng. Được chưa? Đó. Một cách thứ hai là chúng ta có thể dùng cái vì ta biết là B là các cái phần tử của B có thể lấy ra bằng cách tích chỉ số B mở ngoặc đơn sau đó thì là mở ngoặc vuông, sau đó thì là gõ các cái chỉ số từ 0 cho đến n chỉ 1, n là độ dài của B. Chúng ta có thể viết lại lệnh như sau nhé. Viết lại là for i in range từ 0 trở đi, 0 cho đến là độ dài của B, là len B. Chúng ta biết rằng cái len là độ dài của B, nhưng mà cái hàm range này, cái hàm range là từ tính 0 cho đến n trừ 1, range cho đến len B trừ 1, lại là chính xác nhé. Chúng ta đọc. Chúng ta lệnh là gì? Print không phải in i mà in là b i. Đó. N bằng. Được chưa? Đấy, như vậy là hai cái lệnh nhá. Lệnh này này. Đó. Và lệnh này là hoàn toàn tương đương với nhau. Được chưa? Lệnh trên này là ta dùng cái in này là for e in b luôn, in trên in trong một cái dãy luôn, còn đây là in thì một cái range từ 0 cho đến phần tử cuối cùng là len b trừ 1, nên ta cái này. Và đây là hai cách chúng ta sẽ dùng ta xử lý cái hàm cái dãy b. Thì chúng ta sẽ là mở rộng tiếp theo sang các cái lệnh để khai thác cái dãy
dãy list trong Python. Thì list trong Python là cái mảng số mà chúng ta hoàn toàn có thể thay đổi, thêm bớt, thay đổi các phần tử nó nhé. Cái lấy ví dụ là B đây, thầy viết là B nhé, B. Như vậy đây là phần tử 0 này, 1, 2, 3, 4, 5, 6, nghĩa là B5 bằng true. Bây giờ thầy có thể thay đổi của giá trị B5 được không? Được. Chúng ta có thể gán trực tiếp luôn, ví dụ là B5 bằng 10, được không? Được. Ta gán như này là ta gán giá trị số 10 vào phần tử thứ 5 của B, enter. Đấy, như vậy là dãy số list là một cái biến nhớ, là một cái kiểu dữ liệu ở trong phone mà Python mà ta có thể là thay đổi trực tiếp từng phần tử một của dãy. Mình ta xem lại B nhé. Đấy, phần tử thứ 5 như là 10 rồi này. Nó không phải là true nữa mà nó là 10 vì chúng ta đã thiết cái lệnh là B5 bằng 10. Đó, được chưa? Thế bây giờ chúng ta muốn tìm hiểu thêm về các cái thao tác ở trên trên list thì chúng ta phải nhớ lại bài hôm trước, tức là chúng ta biết rằng là B nó là một cái lớp, đúng không? Cái lớp là list, và bây giờ muốn một cái list nó được mô tả bằng các cái phương thức, và bây giờ chúng ta có thể kiểm tra các phương thức đó đi. Chúng ta B chúng ta rồi nhé, B đây. Đó, các bạn thấy đây có một loạt các phương thức chúng ta có thể biết được này. Ở đây các trên này, các cái phương thức mà có cái dấu gạch dưới trước và sau thì đó là cái phương thức hệ thống, chúng ta không cần dùng đến, mà chúng ta học những cái phương thức mà nó nằm ở không có cái dấu gạch dưới này, append chẳng hạn này, clear này, copy này, count này, extend này, index này, insert này, hay là remove này, đấy, hay là sort. Đó là những phương thức rất là quan trọng chúng ta sẽ học ngay bây giờ. Thì bây giờ trước khi đi vào các cái phương thức cụ thể đó, bây giờ tôi sẽ cùng các bạn thực hiện một số những cái phép toán khác nhé. Thì bây giờ tôi thực hiện trước hai phép toán ở bên ngoài đã. Đây tôi cho các bạn xem. Một là cái phép toán cộng, hai là phép toán nhân. Toán đi thì biết rồi đúng không? Bây giờ ta thực hiện cái phép toán cộng, cộng hai cái dãy. Được, bây giờ cái này nhá. Bây giờ A, bây giờ thầy báo A bằng, ví dụ hai báo A là bằng là 10, 15. Nên thì khi đó, bây giờ chúng ta có thể khai báo một cái là B cộng A được không? Được. Như vậy là toán tử cộng là cộng 2 cái list, thì ta các phần tử của A nó cộng nối và sau B nó tất cả trả lại là C. Đấy nhé, thì ta C này. Bạn thấy không? Như vậy là C sẽ là B đây, đây là B đây. Và hai từ cuối đây là 15, đây là chính từ A cộng vào. Như vậy là đây là cái phép cộng là nối, là phép nối của hai cái dãy. Nó giống như phép cộng sâu cũng thế, phép cộng sâu cũng là nối hai sâu, cộng dãy của chuỗi hay là của list cũng là nối hai cái list. Phép nhân thì là gì? Phép nhân nó giống như khi thầy viết là A nhân với 4 thì chính này chính là A cộng A cộng A cộng A. Giờ thầy viết lại nhé. E bằng A nhân với 4. Thì E chính là gì? E chính là 4 lần A. Được. 1 lần A, 2 A, 3 A và 4 lần A. Nhưng mà là phép nhân với số tự nhiên và phép cộng. Phép cộng chính là nối của hai dãy, phép nhân là nhân lên thôi, chính là 4 lần, chính là n lần của phép cộng thôi, là phép nhân. Được chưa? Đây là những phần tử đầu tiên. Thì bây giờ chúng ta sẽ học tiếp theo những phương thức rất là cơ bản nhé. Là những phương thức này, từ các bạn cần nhớ lại cho thầy nhé, rất quan trọng đây. Đây thì thầy kể đây là 1 2 3 4 5 6, 6 cái phương thức mà theo tôi là các bạn phải học thuộc lòng. Đây là sáu cái phương thức hay dùng nhất đối với list nhé. Các bạn phải làm thật nhiều bài tập để học thuộc lòng cái này. Append, clear, insert, index, remove và count. Thực ra là năm cái trên dùng nhiều hơn là cái count. Như append là gì? Append là chúng ta bổ sung một phần tử vào đuôi của một dãy của một cái list. Clear là cái lệnh hai, lệnh xóa toàn bộ cái dãy đi trở về làm bằng rỗng.
Lệnh insert là lệnh là chèn một phần tử vào một vị trí nào đó ở trên ở trong chuỗi, không phải là chèn về cuối. Append là chèn vào cuối, còn insert là chèn ở bên trong. Lệnh index là lệnh gì? Là cái lệnh là kiểm tra xem một phần tử nó là có chỉ số là bao nhiêu ở trong phương thức. Lệnh remove là xóa một phần tử ở trong dãy. Lệnh count, lệnh đếm xem trong dãy đó có bao nhiêu phần tử. Như vậy là 1, 2, 3, 6 lệnh này là 6 lệnh theo tôi là rất quan trọng, chúng ta phải học thuộc lòng. Bây giờ cùng các bạn chúng ta cùng học nhá. Đây, bây giờ chúng ta quay lại cái B đi. B nhá. Bây giờ thầy lượt thì thầy muốn bổ sung vào B một phần tử mới ở phía sau thì ta dùng lệnh gì? Dùng cái phương thức. Thì muốn dùng phương thức làm như thế nào? Chúng ta gõ B, gõ chấm. Đấy, gõ chấm. Chúng ta nhớ lại cách chúng ta tạo phương thức là gõ đối tượng xong chấm, xong gõ phương thức. Đấy, hiện ra phương thức như này. Thấy chưa nào? Đấy. Bấm append và ta mở ngoặc. Như thầy muốn bổ sung thêm vào cái phần tử là cái số là số 20 chẳng hạn. Thì là lệnh này nó sẽ bổ sung một phần tử 20 vào đằng sau của B và B tự nở ra. Trước kia B có là như là nó có 6 phần tử thì bây giờ nó sẽ mở thành là 7 phần tử. Trước kia có 7 thành 8. Enter này, enter xong. Như vậy là B bây giờ đã có bổ sung thêm phần tử 20 vào đây rồi. Đó. Như thế lệnh bổ sung. Thế bây giờ xóa. Xóa lệnh ngược lại lệnh append, nhưng mà xóa là gì? Xóa là có phần tử bất kỳ, đây lệnh remove lệnh xóa nhé. Đây, thì bây giờ thầy muốn là xóa này, thì muốn xóa cái phần tử có giá trị là 4 đi, thì lệnh này sẽ xóa, chú ý nhất đây là xóa phần tử có giá trị là 4 chứ không phải là xóa phần tử thứ tư nhá. Đấy. Đó, xóa phần tử thứ đây 4 này, enter bên này. Vậy là thấy đã xóa phần tử có giá trị là 4 rồi. Đó là lệnh thứ hai, lệnh remove. Lệnh thứ ba là lệnh insert. Insert là cái lệnh là năm tổng quát hơn lệnh append. Lệnh append là lệnh là bổ sung, nhưng bổ sung ở đuôi, còn lệnh insert là bổ sung vào phần tử vào một chữ bất kỳ ở bên trong. Lệnh B, lệnh insert là như sau. Insert nha. Insert nha. Thì insert có hai giá trị. Giá trị đầu tiên là index, giá trị thứ hai là object. Đây, thì muốn gắn trở lại cái số 4 được vào nhé. Thì số 4 nó có vị trí đây là 0, 1, 2, như vậy 4 sẽ vào vị trí số 2 và 4. Lệnh này là gì? Là sẽ gắn số 4 vào list B tại vị trí số 2, vị trí thứ 2 và chỉ số thứ 2. Thì chỉ số thứ 2 này là vì nó là dãy số làm từ 0 mà, cho nên là đây là 0 mà đây là 1, đây là 2, chúng ta nên enter nhé. Bây giờ ta kiểm tra B này. B nó sẽ 4 sẽ chèn vào vị trí là chính là sau số 3. Vì số 2 ở đây vị trí số 2, cái giá trị 2 chính là vị trí số 0. Số 3 là vị trí số 1, 4 là vị trí số 2. Các bạn hiểu lệnh insert chưa? Nghĩa là insert. Rồi. Tiếp theo là lệnh gì nữa nhỉ? Tiếp theo là lệnh chỉ số. Là thì kiểm tra xem là cái chỉ số đó là B index thì gọi là 5 chẳng hạn, thì cái lệnh này lỗi gì đó hả? Nhầm, đây là cái lệnh nhà về gõ này chứ đây là cái lệnh mà nó trả lại xem là phần tử này là nằm ở chỉ số mấy, vì thầy biết số 4. Lệnh trên lỗi là vì là năm không nằm trong cái dãy này nhé. Cái này là gì? Là trả lại cái chỉ số của phần tử này, của giá trị phần tử này 4 này là 2 đây nhé, được chưa? Đó, thì nếu mà cái giá trị này mà không nằm ở trong dãy thì nó sẽ báo lỗi. Như vậy là cái lệnh này nó chỉ có ý nghĩa đối với gì? Đối với cái nhắc lại những cái lệnh B này. Lệnh index là lệnh gì? Lệnh index là cái lệnh mà giá trị của nó
một tham số của nó chính là giá trị của vật tử mà chúng ta muốn lấy lại thì index, ta muốn tìm tính xem index nó là bao nhiêu nhé. Đó. Rồi. Thế bây giờ chúng ta sẽ lệnh cuối cùng là lệnh cao. Lệnh cao là cái lệnh là đếm xem trong vệ đó có bao nhiêu phần tử như vậy nhé. Thì lệnh B này cao. Ví dụ như là 10. Nó trả lại giá trị. Chuyện một lần thôi, đúng không nào? Biết thầy mới thầy bổ sung vào B một phần tử nữa thì thầy kiểm tra nhé. Pen này. Bổ sung vào phần tử là 4 chẳng hạn, là 3 đi. Đây là B đây nhá. Tại như vậy trong B là có 2 số 3 chưa? Bây giờ thầy sẽ đếm này. Cao 3. Được chưa? Trả lại là 2. Đó. Thì như vậy chúng ta vừa mới làm quen các cái thao tác rất là cơ bản đối với vì dãy nhé. Thì bây giờ chúng ta sẽ chuyển sang làm một số bài tập đơn giản nhé. Bây giờ như này, bài tập 1 đi. Bài tập 1 là như thế này. Bài tập 1 là chúng ta sẽ nhập từ bàn phím. Nhập từ bàn. Thầy ơi, cho em hỏi chút được không ạ? Ừ, em hỏi đi. Chẳng hạn như trong cái mảng của chúng ta có hai phần tử 4 chẳng hạn, thì khi mà b chấm index 4 thì nó sẽ ra phần tử đầu hay phần tử ra phần tử đầu nhá. Dạ. Em cảm ơn thầy ạ. Cơ bia nhập từ bàn phím này. Nhập từ bàn phím số n này, đúng không? Sau đó chúng ta sẽ tạo ra một cái dãy A gồm là các cái phần tử là cái ước số thực sự của n. Làm được không? Bây giờ tạo một cái dãy list A bao gồm các phần tử là ước số thực sự của n. Đấy. Làm được không? Bây giờ tôi làm mẫu cho các bạn xem nhé. Bây giờ hôm nay tôi đây thì tôi okay không? Bữa hôm nay tôi sẽ dùng cái phần mềm này để tôi làm nhá. Bây giờ tôi sẽ chạy bằng cái phần mềm này. Nó hay một tí nhá. Rồi, bài tập của chúng ta là mà nhắc lại này là nhập từ bàn phím số tự nhiên n, đúng không? Sau đó chúng ta sẽ sau đó chúng ta sẽ tạo ra một cái dãy mà cái dãy đó là bao gồm các cái phần tử là ước số thực sự không tính n của n nhé. Rồi chúng ta làm một tập này. Rồi chúng ta nhập phí là chúng ta dùng này này, đúng không? Ta biết rồi là like in này, input này chúng ta đã biết cả rồi đúng không? Nhập số tự nhiên đúng không? Lệnh đầu tiên nhé. Lệnh thứ hai, đầu tiên chúng ta sẽ tạo ra cái mảng, cái dãy A là dãy gì? Là cái dãy rỗng. Sau chúng ta sẽ làm cái việc là chúng ta sẽ ấy thôi nhé. Chúng ta sẽ kiểm tra các ước số của các cái ta dùng cái vòng lặp từ 1 đến n trừ 1, từ 1 đến n trừ 1. Kiểm tra nếu mà số y đó mà là ước của n thì chúng ta đưa vào A thôi. Chúng ta dùng lệnh for này, in này, range không phải là từ 0 mà là từ 1, đúng không? Đến n trừ 1 chính là cái này. Đấy, nhưng thế này là từ range này là y chạy từ 1 cho n trừ 1 đấy, đúng không? Đấy. Và chúng ta kiểm tra bây giờ nếu này, nếu n mà số dư n trên chỗ y mà bằng 0 ấy thì sao nhỉ? Thì ta bổ sung thôi, ta a này bổ sung append bổ sung y vào thôi đó. Và khi xong rồi thì chúng ta sẽ in ra, ta print ra đây, ta print in an rồi. Bên này mình tất cả như vậy thôi nhé, mình ghi lại đã nhé.
ghi lại cho đây để lần sau. Hôm nay là buổi thứ mấy? Hôm nay là buổi thứ sáu đúng không? Ừ, chỗ đạo không nhớ là chỗ nào nữa. Kiểm tra tí nữa. Đây. Hôm nay là buổi sinh là không có bài tập. Đây một nha. Rồi, chạy thử nhé, xem đồ nhé, xem con đâu sai ta sửa ngay nhé. Hãy bị thầy gõ cho 100 chẳng hạn. Thì máy in ra, đây là tất cả những ước số thực sự của 100 là 1, 2, 4, 5, 10, 20, 25, 50. Đó, thì chạy lại lần nữa nhé. Chạy lại, ghi cái số thì mình cho những 100, 34 chẳng hạn. Chỉ có 3 ước số là 1, 2 và 6, 7 thôi. Đấy, thì đây là cái bài đầu tiên nhá. Được chưa? Thì cái bài tập về bài tập của cái này thì nhiều lắm. Thì vì dạy nó là một cái nó là cái dạy là một trong cái phần kiến thức rất là quan trọng và rất là nhiều bài tập. Cho nên chúng ta yên tâm, này ta sẽ phải xử lý rất là nhiều bài tập nhá. Bây giờ chúng ta làm bài tập số 2 này nhé. Bây giờ cho trước một cái dãy A. Mẹ hiểu. Cho trước một dãy A bất kỳ nhé. Bây giờ chúng ta cần phải cho trước một dãy A bất kỳ. Bây giờ chúng ta phải làm như sau là chúng ta phải lấy A từ A. Lấy ra từ A tất cả các cái số dãy A con làm dãy số bất kỳ. Bây giờ lấy ra từ A tất cả các cái số mà là số chẵn, sau chúng ta sẽ chuyển cái đó vào dãy B, tạo ra dãy B. Đó, có làm được không? Nhắc lại nhé, cho dãy số A bất kỳ, bây giờ tạo một dãy B, tạo dãy B bao gồm. Mẹ ơi, các số chẵn, số chẵn nhá, từ A, được không? Làm được không? Dễ không? Rất là dễ. Nhưng bây giờ thầy làm thử cho các bạn xem nhé. Bài này cũng làm bài tập dễ. Để thầy làm thử này, làm đi nhá. Mình sẽ niêm cái file mới này nhá, bắt đầu làm nhá. Đây, bây giờ sửa A, cho A là một vật tử bất kỳ đây, không cần phải nhập A là một cái dãy, một cái dãy bất kỳ đây. Bây giờ cho 1 này, 2 này, 3 này, 4 này, 7 này, 8 này, 9 này, 12 này, 34 này, 35 này, 50 này, 52 này. Đại khái đây nhé, chúng ta bạn nào có trẻ con nên là đi tắt máy đi nào, tắt âm thanh đi nào, được chưa? Thế bây giờ chúng ta sẽ lập chương trình để chúng ta sẽ đưa vào cái dãy B. Ở B đầu tiên nên đặt bằng rỗng đúng không? Rồi thì chúng ta sẽ lập trình ngắn thôi để chúng ta sẽ chuyển số chẵn ở trong A ta đưa sang B. Làm được không? Rất đơn giản thôi. Đúng là cần cùng dùng một lệnh thôi nhá. Bây giờ thầy làm này for này. Bây giờ không cần bây giờ for nhá. Bây giờ for i không phải cần là in A luôn. Đó. For i in A tức là cho i là duyệt ở chính trong phần tử của A chứ không phải là trên một cái range, trên một cái số, trên một cái vùng khác mà i in A luôn. Đó, như vậy là khi y mà chạy trên A thì ta kiểm tra luôn, nếu y mà là số chẵn thì đưa vào B nhé. Đây là if này, thế thôi, if y chia cho 2 đúng không mà bằng 0, tức là gì? Tức là y là chẵn thì chúng ta sẽ bổ sung vào B, B chấm n. Được chưa? Y. Đấy. Nó rất đơn giản như vậy.
Và bây giờ chúng ta sẽ mà in cái bia ra. Chúng ta có hiểu không? Một cái bài tập đơn giản như vậy thôi. Đó, nhắc lại này, A là tập cho là phần từ bất kỳ này. Nếu bất kỳ cho gọi là bất kỳ, chúng ta có thể nhập số bất kỳ nhé. À đây là B ta cho là một dãy rỗng đã. Xong là ta cho con vòng lọc for i in A. Đấy các bạn nhớ là in nhé. In A tức là khi mình cho i chuyển duyệt ở trong cái dãy A. Đó. Thì nếu i mà chết cho 2, i là chẵn thì chúng ta đưa i vào mặt B. Ta in ra B. Đó. Thì đây có thể đưa cái lệnh này i in A đây này. For i in A đây nhé. Chạy thử nhé. Ta ghi lại đã. Ghi lại thì máy nó mới chịu. B2 nhé. Để thử nhé. Đấy, nó sẽ in ra này là các số chẵn là 2 này, 4 này, 8 này, đúng không? 2, 4, 8 này, 12, 34, 50, 52. Bạn thấy không? Như vậy là cái làm bài tập rất là đơn giản nhé. Chúng ta đã hiểu chưa? Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu và làm một bài tập khó hơn một chút. Khó hơn một chút nhá. Khó hơn một chút nhá. Cái lệnh nhà cái dãy này là một trong cái phần rất quan trọng của vi thôi nhé. Để nhắc lại lần nữa, sẽ có rất nhiều bài tập mà liên quan đến cái dãy này nhé. Rồi thì bây giờ chúng ta làm một tập nữa này. Bây giờ chúng ta sẽ bài tập số 3 đi. Bài tập số 3 nhé, bài này là bài tập số 3. Khó hơn một chút. Bài tập số 3 nhé. Bài tập số 3. Bây giờ nhập số N và sau đó nhập N số từ bàn phím. Được chưa? Bây giờ tôi yêu cầu là gì? Yêu cầu là phải nhập số N này. Sau đó đây, máy tính phải báo là nhập số thứ nhất, nhập số thứ hai, nhập số thứ ba, nhập số cái N. Và đưa vào. Và chúng ta phải đưa các số này. Đưa các số này vào một dãy, đúng không? Vào một dãy số A. Sau đó thì đó chúng ta sẽ phải gì? Sau đó chúng ta sẽ tính như sau này, tính này. Ok rồi. A là tính tổng các phần tử của A, các phần tử thuộc A nhé, thuộc A. B đây thầy viết đây cho mình tự hiểu nhé. B là tính số các số chẵn và số lẻ. Số lẻ của A. Được chưa? Như vậy là nhập số N, sau là nhập N số từ bàn phím. Đưa vào dãy A, sau đó tính, một là tính tổng của tất cả phần tử của A, hai là tính số các số chẵn, và ba là tính số các số lẻ thuộc A. Được chưa? Đó. Thì chúng ta có bài đã dễ khó. Bài nó khó hơn một chút. Nhưng mà cũng không phải là quá khó. Bây giờ làm cho các bạn cùng xem nhá. Mà tập cũng đơn giản thôi. Nhưng mà dành chúng ta là người mới bắt đầu mà nhá. Được rồi, thì bây giờ làm thử nhá. Đầu tiên chúng ta tạo ra cái mảng A là rộng đã này. Không to cho nên để cho dễ nhìn nhá. Bây giờ đầu tiên thầy nhập
số n vào từ bàn phím đã nhé. Rồi thì chúng ta dùng cái lệnh là n bằng int nhé, input này, nhập số tự nhiên n, được chưa? Đó. Tiếp theo chúng ta sẽ nhập liên tục n số. Thì chúng ta làm như nào? Đấy, thì chúng ta nhập máy báo nhập số nhất, nhập số thứ hai, nhập số thứ ba nhé. Thì chúng ta làm như sau nhé. Ví dụ chúng ta làm như này này. Chúng ta dùng một lệnh for, được lệnh for cũng xong. For i in range. Bây giờ chúng ta muốn nhập từ một máy thông báo thôi, ta nhập n cũng sao? Như thế vậy là khi cái này thì i nó sẽ chạy từ 0 đến n. Nhưng mà chúng ta muốn máy tính nó thông báo lên thì làm như nào? Chúng ta sẽ viết như này nhé. Đúng, chúng ta viết ra một hình là print nhập số tự nhiên thứ nhé, thứ mấy, cứ là đóng này lại, đóng nháy, sau đó là y. Vậy đây là vị trí chứ không, ta muốn tính từ 1, y cộng 1 nhé, một, được chưa? Sau chúng ta sẽ thế này, đây là chúng ta muốn để cho nó, được chưa? Đấy, thế này nhé, là như vậy là mà chỉ in ra cái dòng chữ là nhập số tự nhiên thứ mấy đấy, thứ 1, thứ 2 cho đến thứ n nhé. Chúng ta đây về y là nó for i range n là 0 đến n trừ 1, thì chúng ta phải có một vào đây để máy nó báo là in ra số yên, tập số yên thứ 1, thứ 2 thì n nhé. Sau đó chúng ta sẽ nhập thôi nhé. Ta nhập một số bất kỳ ra để k bằng in nhé, input nhé. À xin lỗi, là không phải như này, không cần thế này là dở, việc thầy nhập luôn này. Thế này làm cũng xin lỗi các bạn, thì lưu vào đây thôi. Mình thiết phải làm cái kia nhé, cái xóa này đi nhé, nhưng mà lưu vào đây thôi. Đấy, là hay hơn đúng không nhỉ? Hay hơn chứ đúng không? Đấy, dòng này của thầy mới làm là hơi bị thừa, không cần, xóa đi nhé. Đấy, in luôn như này, k này, bằng in này, input này, vì dạng in ra mình là nhập số tự nhiên thứ 1, thứ 2 đấy, sẽ đóng ngoặc lại như này, đó. Sau đó chúng ta sẽ bổ sung vào pen. Bạn có hiểu không nhé? K đó. Thì đây là cái đoạn chương trình mà máy nó báo là nhập số tiên thứ 1, thứ 2, thứ 3, thứ n, nhập vào đến đâu ta đưa vào a tới đó. Thì bây giờ thầy sẽ làm tiếp tục, thầy sẽ tính tổng là một này, tính gì, tính tổng các số chẵn, tổng các số lẻ nhé. Thì cái bài toán tính tổng ấy thì như này, bây giờ chúng ta sẽ phải dùng ba cái biến nhớ. Một biến nhớ là để tính tổng nhé, thầy sẽ dùng thì là sum, tính tổng. Một biến nhớ thứ hai để tính tổng các số chẵn, thầy là s chẵn nhé. Một cái dạng thứ ba là thầy biết là lẻ, cho thật đàng hoàng cho thầy đi. Chúng ta tạo ra ba cái biến nhớ, một là sum là tổng toàn thể, s chẵn là tổng có số chẵn, s lẻ tổng số lẻ bằng không. Và bây giờ chúng ta sẽ dùng vòng for chạy từ đầu đến cuối của kia dãy a và chúng ta sẽ kiểm tra và đếm nhé. Nào, bây giờ for này dùng gì nhỉ? Dùng y đi, dùng k cũng được, k in a, được chưa? Đó, in a nhé. Và bây giờ chúng ta sẽ kiểm tra nhé. Đầu tiên đi là đối với tổng, chúng ta cần ta viết luôn là sum bằng sum cộng k. Thì cái sum là tính tổng mọi số, bất kỳ là số nào, không có trọng là chẵn lẻ, chúng ta viết luôn là sum và sum cộng k luôn. Thì hết vòng là for là sum lên bằng tổng luôn. Thì chúng ta sẽ làm tiếp tục đối với tính chẵn, tính lẻ, chúng ta if, đúng không?
Nếu mà k 2 mà là chẵn. Đó. Nếu k là chẵn thì s chẵn bằng s chẵn. Đầu bài nói là không phải tổng các số chẵn mà là đếm chuyên nhân ra phế là cộng 1. Nhá. Đầu bài là nên đầu bài của tôi đưa ra là tính đếm các số chẵn nhá. Rồi bây giờ ngược lại x nhá, else hai chấm xuống dòng là s lẻ bằng s lẻ cộng 1. Bạn thấy không? Thế như vậy chúng ta cần một cái vòng for k in a thôi là ta có thể là vừa tính tổng này, tổng của a này, vừa đếm số chẵn và đếm số lẻ. Chưa? Đấy, thì bây giờ tôi in ra xuôi. Print một print này. Print tổng các số đã nhập ra. Đúng không? Xong. Là lệnh nhất nhé. Lệnh thứ hai là số các số chẵn là s chẵn. Được chưa? Đấy. Print số các số lẻ ra phải s này. Đấy. Bây giờ chúng ta có thể đây in thêm cái bảng a này để ta nhìn cho chính xác, sau đó đếm nhé. Print này, print a. Đó. Bị chạy thử nhé, xong lỗi thì máy nó báo ngay, ta sẽ nếu mà lỗi chúng ta sửa lỗi tại chỗ luôn nhá. Bị chạy thử này à, chưa ghi bài này, mình chưa ghi thì để ghi đã nhé. Máy còn là phải ghi vào đấy. B3 nhé. B3 nào, bây giờ ghi nào, bây giờ chạy thử nào. Đấy, để nhập 10 số nhé. À, mình bị lỗi in à, chỗ này bị lỗi đây rồi à, chỗ này thầy bị lỗi đây rồi. Các bạn có hiểu chỗ này bị lỗi như nào không? Chỗ này thầy nhầm một chút nhá. Này, lệnh print thì viết là như này, nhà input đây là một sâu thôi chứ viết này là sai đấy, máy viết này là bị sai này, phải là sai này. Chúng phải làm như sau nhá, chỗ này phải làm như này in đây, chỗ này sửa lại. Làm được không? Bây giờ sửa lại nhá. Không thể nào input là ở trong này có dấu phẩy được, là nó chỉ là một sâu thôi, chúng ta phải sửa hình sâu cộng này nhé. Điều muốn sửa cái equal hình sâu ta biết là str nhé. Str như này. Cái này khó một tí nhé, đúng là hơi lằng nhằng một tí. Được chưa? Đấy. Str. Sau đó là cộng. Đấy, này mới được này. Này hơi khó tôi cứ bạn. Vậy là trong input nó chỉ là một sâu thôi. Này, đây là nhập số tiên. Thứ nhất cộng được cộng sâu này, cộng str. Str là viên là bạn biết là cái hàm đổi từ số sang sâu nhá. Và đây là cộng dấu sao này. Đấy, giờ là có thể được rồi đấy. Bây giờ thử nhá. 10 này. Số thứ nhất nhá, 2. Số thứ hai là 4. Số thứ ba là 5. Số thứ tư là 6, số thứ hai là 7, 11, 13, số 7 là 13, số thứ 8 là 15, số thứ 9 là 10, số thứ 10 là 19. Enter. Nhá. Như vậy là số ra là 2, 4, 5, 6, 7, 11, 13, 15, 10, 19. Tổng các số đã nhập là 92. Nhá. Số có số chẵn là 4, nên là 1, 2, 3, 4 số chẵn, các số có số lẻ là 6. Như vậy là đây ta làm xong. Mà chú ý nhất cái chỗ này là cái chỗ mà hơi lỗi thầy nhầm một chút. Thì cái copy từ trên xuống, nhưng mà thực ra đây là trong input này nó chỉ đối tượng input này nó chỉ là một sâu thôi, ta phải chuyển chỗ này thành một sâu hết. Máy nó mới ra là gì? Nhập số nhân thứ 1, thứ 2, thứ 3, thứ
n nhé. Bạn đã hiểu chưa? Đó, thì đó là cái như vậy thầy vừa nói các bạn là một vài cái thao tác đơn giản nhất đối với mảng. Thì chúng ta sẽ còn có lẽ trong từ giờ đến cuối chương trình chúng ta sẽ còn làm thêm một số bài tập với mảng nữa. Mảng là một trong cái phần rất là quan trọng. Thì việc trước khi kết thúc thì thầy nói thêm các bạn về cái loại thứ hai là tuple. Tuple nhé. Thì cái tuple nó cũng là một dãy. Nó cũng là một dãy nhưng mà nó khác so với cái mà thì thầy viết A nhé. Nên thầy viết thế này. 1 2 3 thì nó là gì? Thì nó là list đúng không? Ta vừa học xong là type A. Và B thì viết như này thì viết không phải là cái ngoặc vuông mà là ngoặc tròn nhé. 1 2 3 nhầm B bằng 1 2 3. Đấy. Thì bây giờ A đây, B đây thì nó đều là dãy cả nhé. Nhưng mà khác nhau ở cái dấu. A là ngoặc vuông, B là ngoặc tròn. Bây giờ thầy type B thì B nó sẽ là gì? B nó là kiểu tuple. Bạn thấy không nào? Nó là tuple. Cái tuple nó khác gì so với list? Xin trả lời như sau nhé. Tuple là nó giống hệt list nhưng mà nó chỉ khác như này thôi. Nó chỉ khác là cái tuple khi chúng ta tạo ra thì ra không thể thêm bớt được, không thể, tất cả những phương thức của tuple là không có. Bây giờ thầy đưa đây thầy đây bây giờ thầy đưa cái b đây là tuple. Lại nhưng mà các bạn thấy không, là cái tuple này là nó không có những lệnh như lệnh append này, lệnh remove này, không có, nó chỉ có lệnh là lệnh count, là index thôi, lệnh là lệnh đếm thì có đếm phần tử, và lệnh kiểm tra xem một số nó là nằm chỉ số bao nhiêu, chứ nó không có những lệnh như là lệnh append như thầy dir a. Đấy. Không có những lệnh như là extend này, lệnh append này, lệnh clear là không có nhá. Được chưa? Đó, thì đó là cái mà đối với nó là tuple thì nó như vậy nhá. Đấy. Và không thể xóa được, bây giờ thầy viết là b này. A pen muốn bổ sung thêm vào b phần tử có được không? Mấy được không? Em báo lỗi ngay lập tức là cái tuple nó không hỗ trợ cho cái phương thức là pen. Như vậy là cái tuple là nó khác list ở chỗ là nó là một cái dãy số nhưng không thể thay đổi được, không thể chỉnh sửa được. Mặc dù chúng ta có thể viết như này b này. Không, có được không? Được. Được. Ta viết là 2 in b được không? Hoàn toàn được. Tại cái lệnh for mà ta duyệt phần tử trên b là hoàn toàn được. Nhưng là chỉ có điểm khác biệt là b khác list là chúng ta không thay đổi được. Chúng ta viết là b0 này b0 nhá. Mà ta viết là bằng 1, mày báo lỗi ngay. Đây là lệnh là thay đổi nội dung phần tử trục cột của b, không được, báo lỗi ngay. Mặc dù là a thì được. A không đây. A bằng 4 được. Hoàn toàn được. Như vậy là cái b là nó khác, cái list nó khác với cái tuple ở chỗ đó. Nhưng nhắc lại nhé, list là cái dãy số, là cái mảng chúng ta có thể thay đổi được các phần tử đó, còn b là một cái là cũng là một dãy số nhưng mà không thay đổi được. Mà tuy nhiên chúng ta b không thay đổi nhưng mà chúng ta phải viết là chúng ta có thể viết là c bằng b cộng với mở ngoặc 4 5 6 được không? Được. Cái này với cộng thì vẫn được nhé, cộng thì vẫn được. C đây phép nhân thì vẫn được, nhân nhưng mà b là mảng hằng đúng không ạ? Thì cơ như vậy gọi b là mảng hằng đúng không thầy? Ừ cũng được, nếu gọi là mảng hằng cũng được, là cái mảng hằng. Mà tôi không thấy ai nói cái từ mảng hằng, nó hiểu là một cái mảng hằng, tức là một cái mảng mà không thay đổi được. Thật ra khi mà các bạn sau này các bạn học thêm nữa thì ở trong trong Python cái khái niệm là biến số kiểu dữ liệu thay đổi nó rất là sâu sắc. Nhưng mà thôi thì bây giờ là tạm thời ban đầu các bạn hiểu nôm na như vậy thôi, là list là cái kiểu dữ liệu mà có thể thay đổi
có thể thay đổi. Còn dữ liệu kiểu tuple là các bạn học tiếp như là các bạn học như là kiểu dữ liệu như là int hay là float hay là string đều là kiểu dữ liệu là không thay đổi được. Chứ ít ai nói là kiểu số, kiểu dữ liệu số là kiểu hằng đúng không? Nhưng mà kiểu dữ liệu số là kiểu không thay đổi được. Tức là hiểu ở đây hiểu thay đổi là cái gì này? Hiểu tức là khi chúng ta tạo ra một cái biến, biến tôi tạo ra cái biến nhớ như này. 1, 2, 3, 4 thì nó sẽ chiếm cái vùng trong bộ nhớ và cái vùng bộ nhớ đó là cố định không thay đổi được. Nhá. Khi chúng ta tạo một cái biến là kiểu tuple thì nó sẽ chiếm cái vùng bộ nhớ mà vùng bộ nhớ là cố định luôn. Khi chúng ta tạo một cái biến là list thì nó cũng chiếm bộ nhớ nhưng mà cái vùng bộ nhớ đó là một cái vùng bộ nhớ động, nó có thể mở rộng vùng bộ nhớ ra. Cái này các bạn sẽ tìm hiểu sâu hơn nữa trong khi sau này học phần nâng cao nhé. Còn ở cái trình cơ bản này thì tôi chỉ nói như vậy để các bạn hiểu thôi. Nhưng có thể nôm na lại là cái list và tuple là những cái kiểu dữ liệu mảng rất là hay dùng trong Python, rất có nhiều ý nghĩa, rất có nhiều cái ứng dụng trên thực tế nhá. Thế thôi nhé, bây giờ cho các bạn làm đây cho một vài cái bài tập thôi. Đây là bài tập mà gồm có là một trang. Nhưng các bạn có thể xem lại cái video và các bạn tôi sẽ chuyển lên trên đấy. Và bên này nữa. Mấy tất cả là nó có mấy bài, nó có 5 bài nhá, 5 bài. 5 bài. Nhắc lại này, đây nhá. Bài 1 là nhập số tự nhiên n và nhập n số tự nhiên khác đưa vào một dãy A và lấy ra các phân tử là số nguyên tố của dãy này. Bài 2 biết rồi, bài 2 nhập số n số và tính tổng thì biết rồi. Bài số 3 là cho trước một dãy A bao gồm cả số cả sâu, chúng ta phải viết trình tách ra từ A các số là dãy đưa vào B nha. Còn bài 4 là cho đập n và tính các giá trị này. Bài 5 là cho trước hai dãy số AB và dãy C được thiết lập bằng cách là lần lượt được viết lên với từ A, B đưa vào, A đưa vào này, B đưa vào, A đưa vào, A đưa vào, B, A, B, A, B, chúng hết thôi nhá. Chúng ta làm kéo một chút. Nhân thức ở đây nhá. Bạn có hỏi gì nữa không? Thầy ơi, buổi năm em chưa thấy video ạ. Buổi năm không học được. Rồi thầy sẽ kiểm tra lại, hình như là cái buổi hình như cái buổi trước là cái âm thanh nó bị lỗi sao, nhưng mà cái video nó không có tiếng, hình như là thế, để mình kiểm tra lại nhá. Dạ. Cái bài hôm trước là bài nó về đối tượng, cái bài đó cũng không quan trọng lắm. Dạ. Thôi chúng ta dừng lại ở đây nhá. Vâng, em chào thầy ạ.